cho tóc tóc mâm mâm nè. Trời trời. Tóc tóc. Jenny còn chưa được ăn nè, cho tóc tóc ăn trước nè. Còn chưa thay đồ nè. Chấm bánh thôi. Đẹp trai chuẩn bị về quê hương hả? Trời ơi, ba kia về miền Trung về ba mươi mấy người gặp cái gì chủ tịch nước cái gì máy bay chè bánh xinh. Bánh này lấy của cái hãng mới chưa nhỉ? Mới thôi chị ơi, chị ăn cái hãng mới ngon ạ. Đây mà chị ăn không gãy răng thầy ơi, nó bảo bánh này mà không gãy răng không phải là bánh. Dọn trên tầng. Đây, Hải ơi, cái này xong rồi bỏ mật ong với sữa là thành cái bánh của Nhật đấy nhỉ? Đúng không? Hơi bị ngon ạ. Đây là phòng họp của ngày mai. Đó, bây giờ Jenny sẽ phải bày cái phòng này. Đó, chưa có cái gì hết rồi mình thì phải bày lên. Đây, mình chỉ làm xíu xíu vậy thôi. Xong ngày mai các bạn ca sáng sẽ làm tiếp. Này hả? Ừ. Này, nhìn giống đẹp nha. Nhìn từ từ. Có đồ nhưng mà không sẽ không đúng. Trời ơi, một đống như này dạ. Đẹp dưới chưa nè, đúng không? Cả không có. Không? Không cà không có. Cái gì? Không cà không có. Có, mình decor được mà. Nó ăn gì vậy? Cái này mình decor mà. Thử dữ thì sao? Đang ấy rồi. Nào, xịt, không xịt tiếp nữa. Thôi, 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 chắc gì đâu. Hết rồi. Hết rồi. Không còn gì để xịt tiếp. Không còn gì để xịt đâu. Thôi, giờ để dành người xịt tiếp. Ôi, xịt sò chưa? Cái này là gì? Cá gì đây? Tẩm ướp cái gì nè? Đó. Trời ơi, cái ô cơm này yêu nhỉ? Các bạn lấy ra cái ông này yêu ghê nè. Trời ơi các bạn xịn chưa nè. Ui trời ơi thằng này, hôm nay đi làm bồi món này. Hôm nay không đi đội bếp à. Hôm nay đội bếp đi ra làm bồi phục vụ à. Dạ kinh không. Không có gì là đã bị cô phát hiện ra New Day tới. Không có gì là không làm được. Ồ nó kêu mình kêu nó lấn sân ra làm bồi ra nó tinh vi đấy, nó không có gì là không có làm được hết. Không gì không thể nhưng mà có thể nhưng mà khi nào thôi. Khi nào đúng không? Điều vái nha. Bồn cái mặt. Cái này wow. Cái gì canh mực cái gì á? Mực gì là mực? Sò đồ gì? Sò đẹp cái mực cái gì? Trời ơi chơi sò đẹp với kinh chứ. Nó nhỏ. Tôi có quay đi đưa lên đó rồi mang cả lò nghỉ việc. Cả lò nghỉ. Ok. Anh sang quá. Anh sen quá là bị đuổi như cho nghỉ được việc hết rồi. Là em không có lo làm nhưng mà Hùng muốn đưa ra nó không phải em đâu.